Chào mừng các bạn đã đến với channel của kênh mua sắm trực tuyến Meta.vn. Các bạn có biết những vật dụng mà chúng ta thường xuyên sử dụng hàng ngày như là chìa khóa, điện thoại, cọ trang điểm, lực chải đầu có chứa rất nhiều những vi khuẩn và bụi bẩn không? Nếu như chúng ta sử dụng thường xuyên và quên vệ sinh thì sẽ gây nguy cơ nhiễm các loại vi khuẩn, virus có hại cho sức khỏe. Chính vì thế mà ngày hôm nay Meta sẽ giới thiệu đến quý vị chiếc túi khử khuẩn công nghệ tia UV Homedix SAN-B100 khử khuẩn lên đến 99%. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá xem là sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Bộ sản phẩm của chúng ta bao gồm một túi khử khuẩn công nghệ tia UV Homedix SAN-B100, một cáp sạc rời đi kèm và một quyển hướng dẫn sử dụng. Như các bạn có thể quan sát thấy thì chiếc túi khử khuẩn này có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn với kích thước chiều dài là 20,3 cm, chiều cao là 10,4 cm và chiều rộng là 7,6 cm. Hơn nữa thì nó có trọng lượng chỉ 400g nên có thể dễ dàng bỏ vào ba lô, túi sách hay là vali khi ra ngoài, cực kỳ tiện lợi đúng không nào? Sản phẩm có khóa kéo chắc chắn đi kèm, có tác dụng ngăn bạn tiếp xúc với tia cực tím trong quá trình khử trùng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của người sử dụng. Phía bên trong còn trang bị khay đỡ thông minh giúp để đồ và dễ dàng hơn như điện thoại, lược chải tóc hay cọ trang điểm. Chiếc túi khử khuẩn công nghệ tia UV Homedix SAN-B100 có khả năng diệt vi khuẩn virus lên đến 99%, rút ngắn thời gian hơn nhiều so với việc sử dụng dung dịch khử trùng thông thường. Túi khử khuẩn SAN-B100 được thiết kế với 4 đèn LED công nghệ tia UVC mang đến khả năng khử trùng toàn diện khắp các bề mặt của vật dụng, đảm bảo độ che phủ ánh sáng tối ưu. Một lần sạc đầy của sản phẩm cho 18 lần sử dụng, nhờ vậy bạn có thể mang theo để khử trùng mọi lúc mọi nơi. Homedix SAN-B100 không chứa thủy ngân và các chất độc hại, thân thiện với môi trường và an toàn với người dùng. Túi khử khuẩn Homedix SAN-B100 được thiết kế phù hợp sử dụng cho nhiều loại vật dụng như điện thoại, đồng hồ thông minh, chìa khóa, cọ trang điểm. Bạn có thể sử dụng sản phẩm tại nhà, văn phòng hay trong lúc tập gym, đi du lịch. Đây là một sản phẩm vô cùng hữu ích, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Với chiếc túi khử khuẩn Homedix SAN-B100 thì các vật dụng của bạn sẽ được khử khuẩn mọi mặt chỉ trong 1 phút với hệ thống đèn LED có tuổi thọ sử dụng cao. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử trải nghiệm sản phẩm xem sao nhé. Tôi Phương sẽ thử khử khuẩn chiếc điện thoại của mình xem sao. Như vậy là điện thoại của Tô Phương đã được khử khuẩn xong và bây giờ chúng ta hãy cùng xem nhé. Sau đây hãy cùng Tô Phương điểm lại những ưu điểm nổi bật của sản phẩm nhé. Túi khử khuẩn công nghệ tia UV Homedix SAN-B100. Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi mang theo khi đi ra ngoài. Khả năng dệt sạch 99% vi khuẩn. Trang bị 4 đèn LED công nghệ tia UVC cho khả năng khử trùng toàn diện. Một lần sạc cho 18 lần sử dụng. Không chứa thủy ngân và các chất độc hại. Thân thiện với môi trường và an toàn với người sử dụng. Vừa rồi Meta đã giới thiệu đến quý vị chiếc túi khử khuẩn công nghệ tia UV Homedix SAN-B100. Với công nghệ khử khuẩn vượt trội và giá cả phải chăng, chắc chắn chiếc túi khử khuẩn này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình bạn, giúp bảo vệ sức khỏe của tất cả các thành viên trong gia đình. Còn chần chừ gì nữa, hãy đặt mua ngay túi khử khuẩn công nghệ tia UV Homedix SAN-B100 bằng cách click vào đường link mô tả ở dưới video này hoặc liên hệ tới hotline tại Hà Nội 024 3568 6969 hoặc tại Hồ Chí Minh 028 3833 6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất của Meta.vn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.